Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ tư. Các đại biểu Quốc hội thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở tổ rất nhiều nội dung đáng chú ý, gồm đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc điều chỉnh đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi.